váy áo khoe body của sao Việt khi đi biển đầu hè. Đầm mỏng dính, áo váy cắt khoét táo bạo, được Phan Minh Huyền, Cao Thái Hà, Hồ Ngọc Hà chọn diện khi đi biển ngày hè. Phanh Ly khoe dáng trong khu nghỉ dưỡng với bộ trang phục nửa kín nửa hở. Mẹ hai con diện đầm siêu mỏng bên ngoài bikini, hạn chế khoe da thịt. Nàng dâu hào môn cho biết sau sinh con, cô chưa lấy lại vóc dáng nên thường chọn đồ rộng để che khuyết điểm. Trong chuyến vi vu cùng vài người bạn thân dịp nghỉ lễ 5 ngày, Phan Minh Huyền mặc đầm trễ nải, chất liệu ren xuyên thấu siêu mỏng để khoe vai trần và vòng một không nội y, huyền mi, thả rông, vòng một với áo sơ mi lụa bay bổng. Mùa hè năm nay, xu hướng đồ lụa mỏng, mát tiếp tục được nhiều nhà mốt hưởng ứng. Trong chuyến đi biển dịp 30-4, Cao Thái Hà mặc táo bạo với mẫu váy ren khoét nách rộng. Trang phục xuyên thấu với xếp nếp tua rua lấy cảm hứng từ những con sứa được Hồ Ngọc Hà trưng diện khi đi biển. Bộ cánh giúp bà mẹ ba con khoe triệt để đôi chân dài. Cô em trendy, Khánh Linh tôn vóc dáng ẩn hiện qua mẫu váy ren mỏng dính. Xu hướng đầm sợi dệt crochet như nàng fashionista diện cũng được nhiều tín đồ thời trang thế giới yêu thích năm nay. Lương Thùy Linh mix đầm dệt kim bung khuy bên ngoài bikini. Mỗi lần đi biển, hoa hậu thường đầu tư các trang phục mặc cùng áo tắm để tạo phong cách riêng. Phong cách gợi cảm chừng mực cũng được Minh Hằng ứng dụng thông qua set trang phục gồm đồ linen mỏng nhẹ mở bung khuy, phối cùng bikini để dạo biển. Thảo Nhi Lê mặc áo len dệt kim ngắn tay bên ngoài áo tắm tí hon, làm nổi bật vòng hai phẳng. Hoa hậu Lê Hoàng Phương giải nhiệt cùng trang phục ngắn cũng trong chuyến nghỉ dưỡng Bali dịp 30-4. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.